Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2023. Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước trẻ. Tối qua 22 tháng 4 tại sân khấu quảng trường biển thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2023 với chủ đề Sầm Sơn thăng hoa và tỏa sáng. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã trình bày diễn văn ôn lại lịch sử hình thành, phát triển của vùng đất Sầm Sơn và quá trình 60 năm xây dựng trưởng thành của đô thị Sầm Sơn. Tròn 60 năm trước, ngày 19 tháng 4 năm 1963, Hội đồng bộ trưởng nay là chính phủ đã ban hành quyết định số 50 về việc thành lập thị trấn Sầm Sơn, trực thuộc tỉnh Thanh Hóa. Trải qua gần 120 năm hình thành địa danh du lịch và 60 năm thành lập đô thị, Sầm Sơn đã không ngừng phát triển lớn mạnh về mọi mặt. Cùng với đó, lượng du khách đến với Sầm Sơn ngày càng tăng. Năm 2022, Sầm Sơn đã đón hơn 7 triệu lượt khách, chiếm hơn 63% tổng lượng du khách đến Thanh Hóa. Sầm Sơn đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia, điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, các ban, bộ ngành trung ương, các tỉnh thành bạn, các cơ quan thông tấn báo chí, các nhà đầu tư, bạn bè và du khách gần xa. Những người con của quê hương Thanh Hóa đã luôn quan tâm ủng hộ, hợp tác cổ vũ cả về vật chất và tinh thần đối với sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa nói chung và du lịch biển Sầm Sơn, Sơn nói riêng. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa trong thời gian tới để Thanh Hóa ngày càng phát triển, Sầm Sơn, Sơn tiếp tục thăng hoa và tỏa sáng. Tại buổi lễ, các đại biểu, nhân dân và du khách đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Sầm Sơn, Sơn thăng hoa và tỏa sáng và màn trình diễn nhạc nước đẳng cấp với sự kết hợp của các dàn phun hiện đại nước âm nhạc và hiệu ứng ánh sáng mang đến cho du khách một trải nghiệm mới đầy thú vị khi đến với Sầm Sơn. Khép lại chương trình, nhân dân và du khách được hòa mình vào màn bắn pháo hoa lung linh rực rỡ sắc màu. Mùa du lịch biển Sầm Sơn năm 2023 đã chính thức bắt đầu để đạt mục tiêu đón hơn 7,2 triệu lượt khách du lịch trong mùa du lịch biển 2023 cùng với nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ. Việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng luôn được các nhà hàng, khách sạn, các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Sầm Sơn quan tâm thực hiện. Trên địa bàn thành phố Sầm Sơn hiện có hơn 700 khách sạn nhà nghỉ, gần 300 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và hàng trăm cơ sở kinh doanh thủy hải sản. Vào mùa du lịch, lượng khách đông và gia tăng đột biến nên công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được các cấp chính quyền thành phố quan tâm thực hiện nghiêm túc, đặc biệt là công tác thanh kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, kiểm kê các nhà hàng, khách sạn các cơ sở lưu trú kinh doanh dịch vụ ăn uống, giả soát lực lượng tham gia trực tiếp vào nhiệm vụ chế biến, kinh doanh thực phẩm, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ các nhà hàng và những người trực tiếp tham gia chế biến, kinh doanh thực phẩm theo quy định. Do luôn làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nên các mùa du lịch gần đây trên địa bàn thành phố Sầm Sơn không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm lớn. Nhưng nỗ lực cố gắng cho công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng là cách để tạo nên thương hiệu du lịch gần gũi, thân thiện để Sầm Sơn ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn cho các du khách. Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Thiệu Hóa vừa tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn hành 2003-2023, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Trong 20 năm qua, việc tổ chức đại hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư trên địa bàn huyện Thiệu Hóa được duy trì hàng năm, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, qua đó giúp thắt chặt tình đoàn kết, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước trong nhân dân, góp phần thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cuộc vận động toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng khu dân cư sáng xanh sạch đẹp tại địa phương. Bên cạnh đó, mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã huy động nhân dân đóng góp gần 100.000 tỷ đồng và trên 100.000 ngày công, xây dựng, nâng cấp bê tông hơn 100 km đường, trải nhựa alpha gần 20 km. Các hoạt động vì người nghèo, an sinh xã hội, cứu trợ cũng được mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng và có sức lan tỏa tích cực. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa đã khen thưởng có 21 tập thể, 7 cá nhân tiêu biểu có thành tích trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2003-2023. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện khen thưởng cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Sáng nay 23 tháng 4, huyện Hà Trung đã tổ chức lễ công bố và đón nhận quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Hoạt Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Xã Hoạt Giang là xã sắp nhập từ hai xã Hà Vân và Hà Thanh. Hiện nay xã có 10 thôn với gần 1.900 hộ. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Hòa Giang đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, có sự chung sức đồng lòng của nhân dân, huy động được mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân và đã về đích xây dựng nông thôn mới năm 2022. Xã Hỏa Giang đã huy động gần 600.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới, trong đó nguồn lực đầu tư từ nhân dân địa phương là hơn 478 tỷ 313 triệu đồng. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trong xã đạt 46,8 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,79%. Nhân dịp này, thừa ủy quyền của chủ tịch ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo huyện Hà Trung đã trao phần thưởng 500 triệu đồng, giấy công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 cho xã Hoạt Giang, khen thưởng 100 triệu đồng cho xã đạt chuẩn nông thôn mới, trao giấy khen của ủy ban dân huyện và phần thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương. Chiều nay, Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức đại hội lần thứ 7 nhiệm kỳ 2023-2028. Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa hiện có 28 công đoàn bộ phận trực thuộc với 427 đoàn viên người lao động. Trong nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa đã bám sát sự lãnh đạo, hướng dẫn của công đoàn cấp trên, phối hợp chặt chẽ với ban lãnh đạo chuyên môn để tập trung tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Hầu hết các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong nhiệm kỳ, công đoàn cũng đã trích quỹ phúc lợi số tiền hơn 38,8 tỷ đồng thực hiện các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, tham gia ủng hộ hơn 8 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội tại địa phương. Trong nhiệm kỳ 2023-2028, công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh đồng thời chú trọng bám sát cơ sở, khẳng định vai trò là trụ cột chăm lo bảo vệ đời sống tinh thần, vật chất, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động và góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị chuyên môn của cơ quan đơn vị. Sáng nay, công đoàn cơ quan chính quyền Ủy ban nhân dân huyện Quảng Sương tổ chức giải chạy Việt dã năm 2023. Giải chạy Việt dã năm 2023 có 132 vận động viên là cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động cơ quan chính quyền, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Sương tham gia đua tài với hai nội dung: 1 km dành cho nữ và 2 km dành cho nam. Việc tổ chức giải việt giã cơ quan chính quyền huyện Quảng Sương nhằm đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bắc Hồ Vĩ Đại, tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe cho cán bộ, lãnh đạo công chức, viên chức, người lao động. Qua đó thúc đẩy phong trào thể dục thể thao huyện có những bước tiến mới, đồng thời là dịp để các cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan cấp huyện giao lưu trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết giữa các vận động viên và các đơn vị có phần phục vụ cho công tác học tập, nhu cầu cải thiện sức khỏe của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn yêu cầu các sở ngành, cơ quan đơn vị cấp tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố khẩn trương tập trung triển khai các biện pháp trong công tác phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh. Theo số liệu báo cáo của các huyện, thị xã thành phố, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 14 vụ tai nạn gây thương tích trẻ em trong đó có 7 vụ tai nạn đuối nước gây tử vong đối với 8 trẻ em. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước trẻ em, bảo vệ an toàn cho trẻ em, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành, cơ quan cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030. Các công điện của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh về tăng cường phòng chống tai nạn thương tích đặc biệt là phòng chống đuối nước trẻ em, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc kịp thời các biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, bảo vệ an toàn cho trẻ em. Các sở ngành, đơn vị địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương tập trung triển khai các biện pháp trong công tác phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin cuối ngày, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.